Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu bồng khô. Bay là bồng khô gì bây giờ? Bồng khô mày có hình con chim. Nhìn kỹ. Đó. Hình con chim. Còn đây là hình con chim luôn. Hình như đồng xu này cũng hình con chim. Đồng xu này, ồ. Đồng xu gì đây? Quý rồi ta. Đây là đồng xu nữ thần tự do năm 1908. Hả? Ở đây tất cả số xu là, ở đây tổng cộng là tất cả là 100 xu nha, nếu bạn nào không tin thì có thể ứng dụng. Đó. Đó. Rất là nhiều đồng xu. Thôi mình tiếp tục ăn khoai tây chiên đây. Mình có nhiều đồng xu. Đây là phần mềm nha. Bạn Maggie, bạn Maggie mâm mai bạn mấy tuổi rồi? 4 tuổi không? Bạn Maggie khắp được 5 tuổi rồi. Ừ, dở khiếu.